Xin chào quý vị, Minh Đức Hân Hạnh trở lại với chương trình Chuyện của Sao và cùng những ngôi sao tiếp tục chia sẻ những câu chuyện thú vị cùng với quý vị khán giả. Chương trình Chuyện của Sao đến với quý vị vào lúc 20h10 mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Và ngày hôm nay, Minh Đức rất là vui vì được gặp một người nghệ sĩ mà mình đã hâm mộ từ rất là lâu qua những cái vai diễn hết sức đặc biệt, hết sức thú vị của chị. Và chắc quý vị cũng vậy. Chị đã rất quen thuộc với quý vị trên sân khấu và trên màn ảnh với những vai diễn rất đặc biệt cho dù xuất hiện ít hay nhiều. Nghệ sĩ Phương Dung một nữ nghệ sĩ có hành trình nghệ thuật đầy kỳ thú ngay khi mới bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh và sân khấu đã kịp có cho mình những vai diện để đời nghệ sĩ phương dung người có thể tung hoành với đủ các thể loại vai từ vai được yêu thương đến bị căm ghét và tất nhiên không thiếu những vai hài đặc sắc đã mang lại danh tiếng và thành công lớn cho chị cuộc đời với đầy những thăng trầm cả trên và sau sân khấu những vinh quang đi cùng nhiều nước mắt đã làm nên con người Phương Dung hôm nay đầy bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng không bao giờ thiếu cảm xúc cho những vai diễn của mình dù lớn hay nhỏ. Một phần câu chuyện về những vai diễn đáng nhớ, những khúc quanh cuộc đời sẽ được Phương Dung chia sẻ trong chương trình Chuyện của Sao. Xin chào chị Phương Dung. Phương Dung xin trân trọng kính chào khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện của Sao. Chị Phương Dung đều có rất nhiều những vai diễn nổi tiếng nhưng mà có một cái vai á mười mấy năm đã qua rồi nhưng mình Đức rất là nhớ vì ngày đấy sáng chủ nhật nào mình cũng mở tivi lên xem cái bộ phim đó và chờ cái vai nó xuất hiện vì nó rất là buồn cười chỉ cần xuất hiện nói vài câu thôi là mình thấy buồn cười rồi đó là vai gì dáng thu trong bộ phim mà người mẹ nhí <laughs> chị còn nhớ cái vai đấy không ờ, à, thì đúng như là lời em nói là đã quá lâu rồi cái lúc đó thì um, cái vai của chị em nói là dáng thu thì em cứ nhớ là lúc đó là cái hình tượng của chị là mập chứ không phải là ốm đấy yeah. tức là có cái cảnh là cứ hầu như là hầu như tập nào mà có bà dặn xuất hiện là có một cảnh bà sách cái giỏ đi từ ngoài tương tăng và ngồi khảnh lên cái ghế đấy và cất cái giọng đấy là di dáng thu đến rồi là mình đã thấy nó buồn cười yeah. rồi cái đó là chị độ người đó <laughs> chị phải độ người cho người mình mập thêm là bởi vì cái giai bà này là một bà gì gọi là không chồng cho nên bà thích xe xua bà thích chân rồi. diện rồi thậm chí bà có những cái quen những cái trai trẻ rồi bạn nghĩ và tưởng tượng là nhiều chuyện lắm yeah. trước khi bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay á mỹ đức đã dành thời gian để xem lại một bộ phim trong đó có vai diễn mình đích nghĩ hẳn là kinh điển trong sự nghiệp của chị Phương Dung <laughs> vai diễn này là đây là vai diễn chắc là bà mẹ bị ghét nhất trên màn ảnh là vai Tào Thị <laughs> bộ phim đó đến giờ đã được tung lên mạng và mọi người đều có thể xem lại đó là phim Phạm Công Cúc Hoa đấy hẳn nó sẽ là một cái dấu ấn đáng nhớ với chị đúng không chị nhớ là cái vai Tào Thị đấy nó đem lại cho chị nhỉ? vinh quang hay là bất hạnh, niềm vui hay nỗi buồn như thế nào. Đã mấy chục năm qua rồi thì bộ phim đó cho tới hiện nay, hiện nay vẫn còn rất nhiều người cứ ra ngoài đường kêu là tàu thị, tàu ừ. thị. thì um, lúc đầu khi mà đã hoàn thành xong vai diễn đó và những cái phản ứng của khán giả thì chị cảm thấy là ôi sao kỳ vậy ta? Sao những người đóng phim như là Diễm Hương thì được người ta đi trầm trồ khen ngợi còn mình sao bị phản đối như vậy? Nhưng mà sau đó thì mình nghĩ rằng người nghệ sĩ đã như như vậy là đã quá thành công rồi. Cho nên như là em nói là trong cái vinh quang thì có cái nước mắt cái thời gian mà phim nó bắt đầu mà đã phát sóng ở trên tất cả trên đất nước của mình rồi á thì cực kỳ gọi là khó khăn đối với chị à. ở một bước chân chị đi ra ngoài đường hay là những cái cử động gì của chị thậm chí khi lên sân khấu chị diễn là chị cũng bị khán giả phản ứng một cách dữ dội ở có một thời gian chị sợ chị em dám ra ngoài đường ừ. ra ngoài đường là bị mấy đứa nít đó nó ủng hộ nghi xuân năng lực nó theo chị nó được nó cầm đá là cầm đồ oh. Nó chọi chị chị còn nhớ có lời chị diễn ở sân khấu của đoàn kịch nói kim cương chị diễn ở ngoài hội an mà diễn sân bãi đó thì cái vở là cái vở lá sầu riêng thì chị cũng đóng vai ít hiền lắm vai cô ba hội đồng là coi như là em chồng của của cô kim cương đó là tối ngày là cái anh hiếp chị chị dâu không à là khi mà vừa xuất hiện mà vừa hát một cái tự nhiên đau dưới đá rồi gạch à. rồi bánh trái trội lên trên sân khấu đến nỗi mà bị ông đại trưởng là bị phải tắt đèn và uh, khép màn lại để đại trưởng ra nói đây là một cái vai diễn thì người ta nói không phải là bà tao thị bà tao oh. thị thì phải nói là gia diễn thôi tất cả từ trên sân khấu cho tới màn ảnh đều là gia diễn của nữ nghệ sĩ phương dung thôi nếu mà khán giả mà cứ manh động kiểu này thì phương dung sẽ không dám ra diễn thì sau đó thì khán giả mà ổn định lại rồi phương dung ra diễn nhưng mà diễn mà sợ lắm diễn mà cặp mắt láo li láo li cầu mong cho hết cái cảnh nó để mình đi vô tức là rất là thú vị bây giờ chị có thể ngồi đây và kể lại chuyện đấy và và cái rất là vui vì rõ ràng nó là kỷ niệm và phải nói là thành công như thế nào thì người ta mới nhớ cái vai diễn đấy như thế đến nay bộ phim đó đã là 30 năm rồi ba mươi năm rồi tức là đủ cho một những cái đứa trẻ con ngày đó có thể nó lăng nhẵng đi theo chị và nó ném đá bây giờ nó đã có thể làm bố làm mẹ từ rất là lâu rồi và có thể nghĩ lại cái chuyện đấy à, và chắc mọi người nhớ đấy tức là đã từng có một thời gian sau cái phim phạm công quốc hoa công chiếu người ta thường hay à, thí dụ những cái người phụ nữ mà ác một tí bảo là là mày ác như là tảo thị thì cái tào thị đó có thể chỉ là trong những cái, cái câu chuyện cổ tích thì người ta chỉ hình dung như vậy nhưng mà lúc đó người ta đã có một cái hình mẫu cụ thể à ác như tào thị là gì là tào thị đấy là do chính là vương dung đóng cho nên vui thì dẫu sao ấy thì là à, nó có thú vị ở một cái chỗ là cho dù đấy là một cái vai bị à, nhiều người ghét nhưng mà nó lại trở thành kỷ niệm của chị 30 năm đã qua rồi kể từ cái vai đấy thì là cái 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 ngày mà chị đóng cái vai tào thị đấy trên lý thuyết là có thể lúc ấy chị còn rất là trẻ thì từ cái kinh nghiệm nào, từ những cái yếu tố nào để chị có thể làm được một cái cá tính nó đặc biệt và nổi bật để người ta phải nhớ lâu như thế là một cái người mẹ ác nghiệt như thế. Thật sự lúc đó là tại vì là do là khi mà học ở trường nghệ thuật sân khấu thì thầy Thành Trí đã hướng cho là hướng cho Phương Dung vào những cái giai là cái mặt của con là chỉ có tính cách thôi mặt ừ. của con chỉ đóng như ác thôi. Thành ra ở trong trường mình có những cái tiểu phẩm của tất cả bạn diễn mình diễn chung với nhau rồi tất cả những cái tiểu phẩm của đạo diễn mời. Thì hầu như là ở trong trường lúc đó mời Dung đóng những vai ác rồi. Rồi khi mà cái năm mà Dung mà làm cái vai tàu Thị lúc đó là Dung đang ở đoàn sân khấu kịch nói bông hồng rồi đoàn sân khấu kịch nói kim cương qua tất cả những đoàn sân khấu kịch nói khác Phương Dung cũng đều đóng vai ác. Cho nên khi mà làm vào cái vào cái vai tàu Thị thì đó Phương Dung là thật sự là không khó, không khó. chứ nếu mà để đóng vai cút qua là căng à? à và cái vai đó cái nhân vật đó là mình không nghĩ mình đó là một cái vai trong cuộc đời của mình bởi vì ngay đầu tiên cái vai đó không phải là vai của dung vai là không phải dung mà vì một cái lý do đột xuất mới là được vào trong cái vai đó và một phần chính đáng cái vai đó thành công là nhờ sự lòng tiếng của cô tú trinh của nghệ sĩ tú trinh biết tiếng của Tú Trinh rồi, Đúng rồi cô cũng đâu có hiền nghe giọng là nhận ra ngay gặp cái mặt cô Dung cũng đâu có hiền cho nên <laughs> vừa cái tiếng vừa cái mặt đã là cho cái vai của Dung là, là nó trở thành một vai là hoàn toàn hoàn toàn là ác hẳn ác, ác trong cái bộ phim Học công quốc hòa đó bây giờ thì có thể chúng ta xem lại bộ phim đó nếu mà với cái tâm thế bây giờ thì mình sẽ thấy nó nó không không như cái hình dung hay như chúng ta chờ đợi vì ngày đó mọi thứ nó còn rất là hồn nhiên nhưng mà hãy nhớ rằng là không phải dễ gì mà để có thể ra khỏi một bộ phim mà người ta chạy theo và người ta gọi mình bằng tên nhân vật vấn đề ở đây là chạy theo và gọi tên nhân vật đấy mới là cái điểm thú vị tố chất nào ở chị khiến các đạo diễn lại chọn chị vào những cái vai mà gọi là ít có hiền như thế bây giờ là trước tiên là, hỏi khán giả thì mình hỏi cái người đối diện mình nè nhìn cái mặt của chị là em thấy là cái mặt của chị toát lên cái nét phúc hậu uh, dịu dàng chịu đựng của người phụ nữ hay là toát lên cái vẻ mà đanh ác Kiều chuyện là nhìn vô là thấy cái chữ ác hiểm ra mặt đấy mình biết đâu cần phải trả lời đâu. Chỉ cần chị Phương Dung chị chuyển cái giọng nói, giọng điệu một tí thôi là từ người phụ nữ hiền thục, hiền dịu sang người phụ nữ ác nghiệt, giữ dằn được ngay. Đấy là biệt tài của những người diễn viên và có thể là chúng ta không phải lúc nào cũng cảm nhận được của chúng ta thường hay bị mặc định họ qua những vai diễn. Đấy như chị, thì mất bao nhiêu lâu ấy, chị bắt đầu mới thoát khỏi cái hình ảnh là là người phụ nữ đánh ác ở trên màn ảnh, ở trên sân khấu tới bây giờ thì cũng cũng có thỉnh thoảng cũng nhảy đi nhảy đi qua những cái vai hiền những cái vai mà người phụ nữ chịu đựng nhưng mà nhảy đi ít hơn là mình mình đứng ở cái sở trường của mình là bởi vì một cái bộ phim nào thì chắc chắn là cũng phải có những người có tính cách như vậy thì mới là nâng được cái vai chính lên ừ, và thỉnh thoảng lắm lắm thì mới có một vai như là cán bộ ừ. hay là một vai mà người mẹ hiền là bởi vì mình mình là một người là cũng như là gần như là đa năng làm có trọn vai hết nhưng mà thường thường khi mà đạo diễn mời phương dung á thì phương dung hỏi vậy cái vai nó sao ôi chị khỏi đóng là vai là vai của chị đó là mình hiểu rồi <laughs> là hiểu rồi còn khi mà nói là chị ơi cái vai này là em thử thách chị đó nha hay là em có niềm tin vào chị nghe là biết cái vai là vai khó nuốt rồi với một nghệ sĩ mà gắn bó nhiều với những cái vai kiểu như vậy tức là chúng ta cũng sống cuộc đời của nhiều nhân vật mà gọi là không có hiền như thế thì nó có tác động ngược trở lại đến tính cách của chị ở ngoài đời thật sự là ở ngoài đời thì phương dung cũng là sôi động cũng màu à nhưng mà nói về cái tính cách mà cái kiểu như hung dữ thì không có bởi vì bây giờ ngoài xã hội mà mình mà hung dữ các lát sáng nào cũng bị ném đá à. <laughs> nhưng mà thật sự là thỉnh thoảng là ở trong phim trường thì có những bạn trẻ khi mới gặp phương dung tiếp xúc phương ừ. dung lần đầu tiên hình như là 10 người đúng 10 người đó là lần đầu tiên em gặp chị phương dung em không dám tiếp xúc ừ. là có vẻ là hình như là có cái gì đó hơi khó tính mà hơi dữ dữ nhiều khi mà chị nói mà em không biết là chị nói thiệt hay là chị nói giỡn thì khi mà tiếp xúc lần thứ hai thứ ba thì họ lúc đó họ mới hiểu được cái tính cách của phương ừ. dung là như vậy thì các bạn diễn viên rất là thích thậm chí mà hôm nào mà không có mặt ở trên phim trường thì ngày hôm sao có mặt bạn nhắc ngày hôm qua không nghe tiếng chị phương dung đoàn phim rất là buồn tức là bởi vì dẫu sao thì người ta cũng phải nhớ là chị phương dung là một trong những cái nhân vật được rất là yêu thích trên các sân khấu hài hơi hơi lạ đúng không một người phụ nữ một người nghệ sĩ mà bắt đầu thành danh bằng những cái vai gọi là không có hiền đó tức là dữ dằn đến mức mà người ta phát sợ ra thế mà rồi lại trở thành những người chuyên đi mang tính cười đến cho mọi người với những cái vai hài rất là nổi bật và thậm chí được nhiều giải thưởng nữa. Quý vị theo dõi kênh BTV9 gần đây thì sẽ biết đến loạt sitcom mới có tên là Hội bỉm sữa vi diệu trong loạt chương trình gặp nhau để cười. Với cái cái loạt phim mới này thì chỉ có những cái điều gì thú vị mà nó nhắc nhớ lại chị là cái cuộc sống của mình hay là cái vai trò của mình và cả cái cá tính không có hiền của mình. Trong cái cái sitcom này thì Phương Dung đóng vai là bà Chín Châu. Và Chính châu là ở dưới quê Rồi xuất hiện lên thành phố Ở chung với nhà của đứa con Của con trai của mình à, Thì um, nhìn vô là thấy đây không phải là một bà dữ nữa Mà một người là giống như là báo đồng Và à. một người là lúc nào cũng lo toan mọi chuyện Mà chỉnh chung mọi chuyện Mà thậm chí là hơi nhiều chuyện à, Thậm chí là hơi nhiều chuyện uh, Gây những cái hiểu lầm Và gây những cái um, À, sự mà làm cho đứa con dâu nhiều khi quản sợ nhưng mà nói chung á, thì đây là cái vai để cho mình à, làm cho cái xích cơm này nó cười cho nó vui vẻ ừ. cái nó không phải là dây ác đấy thì khi mà đóng những cái vai như bà mẹ chị thường có cái 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 liên tưởng như thế nào đến hoặc là có bao nhiêu cái phần trong những cái bà mẹ đấy là có một phần là của bà mẹ Phương Dung ở ngoài đời thì thật sự nếu mà ở ngoài đời thì Phương Dung hơi là khó hơi là khó trong cái việc mà uh, cái cách giáo dục và cái cách dạy có những cái thí dụ như là ở trong trường có những cái điều gì đó mà về thì cháu của phương dung đặc biệt không bao giờ nó tâm sự với mẹ nó mà nó tâm sự với dung mà một khi tâm sự với dung thì dung hướng dẫn nó ví dụ như một lần nó tâm sự với nó má ơi ở trong lớp của con đó, có cái bạn kia bạn dữ lắm hầu như là bạn đánh hết tất cả các lớp không ai dám nói lên một tiếng nào cái nó con phải nói với bạn chứ con nói với bạn là nếu mà bạn như vậy thì mét mét cô đó, có nói thì ngày hôm sau nữa là dung vô trường thì mới gặp cô giáo thì nói, cô ơi ở trong lớp đó có cái bạn đó Vậy vậy đó thì nó dạ dạ để em về em nói để ừ. em lên lớp nói với bạn có nói nhiều khi mà cô lên cô nói rồi mà khi mà quay qua thì bạn đó lại tiếp tục à. cái hành động sau lưng thôi thì cô cho dung lên gặp đi đó thì dung lên dung gặp trực tiếp bạn đó dung quắt bạn đó ra con ngồi xuống con có biết cô không cái cô đóng kịch ờ à, con có biết Với bà tàu thị không <laughs> cái nhỏ mới lớn làm sao biết bà tàu thị cho nên ừ, vậy thì con biết gì ghẻ không vì ghẻ tức là một bà ác thiệt ác thì ngày xưa đó là cô cũng có cái vai như vậy đó thành ra bây giờ là người ta hay gọi cô là cô tàu thị con không tin con về ngày con hỏi mẹ con đi bây giờ cô hỏi con nè con làm cái gì mà ở trong lớp tất cả mọi bạn bè đề đều sợ con là bắt đầu là bắt đầu ảnh sợ rồi <laughs> dạ con hiểu rồi con hiểu rồi cái xong con nhớ nha con không được đánh bạn nào ở trong lớp nữa nghe chưa cái xong cái nó dạ hiểu rồi cái xong cái chị mới lấy ra cây kẹo ra nãy giờ cô nói là như vậy đó đây cô cho con cây kẹo nhớ nha lần này lần đầu cũng lần cuối cô gặp con nha nhỏ cầm cây kẹo mà nhỏ cũng sợ dạ con xin lỗi cô đó và tính rằng từ đó thì sao bạn đó không giờ đến nay trong lớp nữa à, thì thì ra mình khi mà một cách mình giáo dục á mình có những bạn ở trong lớp là bây giờ là như vậy đó mình cứ đánh nó nghĩ là như vậy đó thì mình có những cái biện pháp cứng và mềm để mình dạy con mình cho nên Phương Dung là có thể nói là ở trong gia đình là Phương Dung là hơi khó tính khó tính và chỉnh chu trong cuộc sống của mình rất là vui ngày hôm nay được gặp chị Phương Dung và để được bày tỏ sự hâm mộ cũng như là chia sẻ câu chuyện về những cái vai diễn để đời của chị xin hẹn với chị Phương Dung một dịp khác, chị sẽ quay trở lại đây, chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của chị, câu chuyện đằng sau những vai diễn đó hẳn sẽ rất là thú vị Một lần nữa xin cảm ơn chị đã đến với chuyện của Sao và chúc chị có thật nhiều niềm vui và lúc nào cũng thanh xuân trong những vai diễn của mình. Xin cảm ơn em nhiều và chắc chắn là uh, sắp tới đây uh, khán giả của chương trình chuyện của Sao sẽ thấy Phương Dung xuất hiện trong nhiều vai diễn và chủ yếu là những vai hài và những vai tính cách và hy vọng rằng uh, những cái vai diễn của Dung sẽ là một món ăn tinh thần cho tất cả khán giả Vâng mời quý vị, chúng ta sẽ còn gặp lại chị Phương Dung trong những dịp mà khác của chương trình Chuyện của Sao và quý vị cũng đừng quên là Chuyện của Sao. Và đến với quý vị đoàn mỗi tối thứ bảy hàng tuần, chương trình do VTV9 đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Và đến đây chương trình cũng xin phép được khép lại. Minh Đức và nghệ sĩ Phương Dung xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.